Kính chào tất cả anh chị cùng các bạn cây ngải đen còn gọi là ngải tím là một loại cây thân thảo, sống lâu năm, cao khoảng 30 đến 40 cm. Lá mọc so le, hình thuôn dài, dài khoảng 10 đến 15 cm, rộng khoảng 3 đến 5 cm, màu xanh lục. Hoa màu trắng mọc thành chùm ở đầu cành, củ có màu tím có vị đắng. Cây ngải đen thường mọc ở vùng đất cao đồi núi, ở các nước Đông Nam Á trong đó có việt nam ở việt nam cây ngải đen phân bố chủ yếu ở các tỉnh tây nguyên tây bắc và đông bắc củ ngải đen có vị cay đắng tính ôn vào kinh can tâm bào củ ngải đen có nhiều công dụng trị bệnh bao gồm hành khí tiêu thực củ ngải đen có tác dụng hành khí tiêu thực giúp chữa đau bụng ăn không tiêu đầy hơi khó tiêu thông kinh hoạt huyết củ ngải đen có tác dụng thông kinh hoạt huyết giúp chữa đau bụng kinh, bế kinh, kinh nguyệt không đều, hạ sốt, giải độc, củ ngải đen có tác dụng hạ sốt, giải độc, giúp chữa sốt, cảm cúm, trúng gió, tăng cường sức đề kháng. Củ ngải đen có tác dụng tăng cường sức đề kháng, giúp phòng ngừa bệnh tật. Một số cách dùng cây ngải đen trị bệnh. Củ ngải đen có thể được dùng dưới dạng sắc uống, tán bột hoặc ngâm rượu. Liều dùng: sắc uống 36g ngày tán bột 3 đến 6 g ngày, uống với nước ấm. Ngâm rượu 50 g củ ngải đen ngâm với 500 ml rượu trắng trong 2 tuần. Ngày uống 2 lần, mỗi lần 10 đến 20 ml. Chữa đau bụng kinh, bế kinh. Ngải đen 10 g, bạch chỉ 10 g, xuyên khung 10 g, đương quy 10 g, thuộc địa 10 g, bạch thược 10 g, cam thảo 6 g. Sắc uống ngày 1 thang, chia 2 đến 3 lần chữa ăn không tiêu, đầy hơi, ngải đen 10 g bạc hà 10 g gừng tươi 10 g sắc uống ngày một thang, chia 2 lần, chữa sốt, cảm cúm, ngải đen 10 g xà 10 g lá tía tô 10 g bạc hà 10 g đun sôi với nước, uống khi còn ấm. Phụ nữ mang thai và đang cho con bú không nên dùng ngải đen. Người có cơ địa nóng, âm hư không nên dùng ngải đen quá nhiều ngải đen là một loại thảo dược quý có nhiều công dụng trị bệnh người bệnh có thể sử dụng ngải đen theo các bài thuốc trên để cải thiện sức khỏe tuy nhiên cần lưu ý những tác dụng phụ và chống chỉ định khi sử dụng ngải đen để đảm bảo an toàn cảm ơn anh chị đã xem video chúc mọi người luôn vui vẻ hạnh phúc